chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ hai 12 tháng 11 năm 2012. Chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Thi Nga và sau cùng là bản tin sinh hoạt cộng đồng. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa dường như sẵn sàng hơn để thỏa hiệp về vấn đề thâm hụt ngân sách hai ông Graham và Summer đưa ra kế hoạch di trú khi việc cải tổ trở thành vấn đề nóng bỏng sau bầu cử. Ông Obama thắng Florida trước ông Romney trong cuộc kiểm phiếu sau cùng. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa dường như sẵn sàng hơn để thỏa hiệp về vấn đề thâm hụt ngân sách. Các lãnh tụ Dân Chủ và Cộng Hòa có vẻ tiến gần hơn việc đạt được một thỏa hiệp để giữ cho đất nước khỏi nhanh chóng đi tới rắc rối tài chánh, với việc khép lại những kẽ hở thuế má dành cho những người làm lương cao nhất nước Mỹ như là một lập trường thỏa thuận tiềm năng. Thượng nghị sĩ công hòa Bob Corker đề nghị rằng lấy thêm thu nhập từ những người làm lương cao nhất nước nên là một phần của việc hợp tác đó, nhưng bằng cách chỉ khép lại những kẻ hở chứ không phải tăng thuế và chỉ khi nào phe dân chủ đồng ý cắt giảm chi tiêu liên bang như các chương trình an sinh xã hội và tem thực phẩm chẳng hạn. Các kinh tế gia và nhiều người khác khuyến cáo rằng đất nước có thể tiến tới tình trạng rắc rối tài chính vào tháng Giêng khi các khoản giảm thuế cho nhiều người Mỹ mãn hạn trong lúc gần 1.000 tỷ Mỹ kim cắt giảm liên bang bắt đầu những khoản cắt giảm tự động khắp các cơ quan chính phủ là hậu quả của việc Quốc hội và tòa bạch đốc không thỏa hiệp về một phương cách thận trọng hơn để cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang Quốc hội đang bị áp lực để đạt được một thỏa hiệp trong khoa hợp chuyển tiếp bởi vì các khoản cắt giảm chi tiêu liên bang và tăng thuế độ 600 tỷ Mỹ kim sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 12 và tổng thống Barack Obama đã mời các lãnh tụ quốc hội tới tòa Bạch ốc để thảo luận về vấn đề này. Thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer cho biết ông không đồng ý với ý kiến cho rằng việc cắt giảm thuế đưa tới kết quả là giảm bớt thâm hụt và tăng thu nhập của chính phủ. Ông David Azar, cố vấn hàng đầu trong ban vận động tái tranh cử của ông Obama nói rằng ông được khích lệ bởi thiện chí của chủ tịch Hạ viện John Boehner hồi tuần trước để khép lại những cái hở thuế má cho việc cắt giảm thông hụt ngân sách. Hai ông Graham và Sommer đưa ra kế hoạch di trú khi việc cải tổ trở thành vấn đề nóng bỏng sau bầu cử. Hai nhà lập pháp dân chủ và Cộng hòa mỗi người đã đệ trình một kế hoạch tương tự cho việc cải tổ bao quát về di trú, vốn sẽ đưa ra con đường tiến tới quốc tịch Mỹ cho khoảng 11 triệu di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, nhưng phải đợi tới khi đất nước củng cố an ninh biên giới. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã thảo luận về những đề nghị của họ trên những buổi hội luận buổi sáng riêng rẽ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử bằng hơn 70% số phiếu của người gốc Latin. Ông Schumer, Chủ tịch Tiểu bang Tư pháp thượng viện về Di trú, Tị nạn và An ninh Biên giới cho biết trong chương trình Mr. Press của đại NBC rằng họ đã đưa ra một bản dự thảo bao quát chung có sự ủng hộ của lưỡng đảng. Còn ông Graham không đề cập gì tới ông Schumer trong việc đề trình đề nghị của ông. Qua đó, các ứng viên sẽ bắt đầu tiến trình bằng cách lộ diện để đóng phạt và rồi bắt đầu đóng thuế. Theo ông, các ứng viên phải học nói tiếng Anh và họ phải trở lại thứ tự từ đầu, có nghĩa là tiến trình nhận thẻ xanh có thể mất hàng chục năm. Ông Obama đã tạo cơ hội thắng được phiếu của người Hispanic trong cuộc tái tranh cử khi ông tuyên bố hồi tháng 6 rằng Hoa Kỳ sẽ đình hoãn việc trục xuất hàng trăm ngàn di dân trẻ bất hợp pháp được cha mẹ chúng mang tới nước Mỹ khi còn nhỏ. Cả hai thượng nghị sĩ đều nói rằng việc cải tổ sẽ bao gồm sự khai triển giấy tờ để bảo đảm là các sở làm đang tuyển dụng người được phép làm việc trên nước Mỹ, và cho phép di trú hợp pháp cho những công nhân cần thiết ở mọi trình độ kỹ năng. Mỗi con đường tiến tới công dân Mỹ sẽ đòi hỏi di dân phải học tiếng Anh, trở lại trình tự xin quốc tịch, có việc làm và không phạm tội hình sự. Tình nhân của ông Petras có thể đã tiết lộ tin mật trong bài diễn văn ở Denver. Nhà viết tiểu sử Paula Broadwell có thể bị thẩm vấn về việc liệu rằng bà có tiết lộ tinh mật mà bà có được vì quan hệ với giám đốc CIA trước đây là ông David Petraeus hay không. Trong bài diễn văn hôm 26 tháng 10 tại Viện Đại học Denver, bà Broadwell được hỏi về cách đối phó của ông Petrius với tình hình Benghazi. Bà này trích dẫn bản tin của Fox News khi bà nói rằng những sự việc được đưa ra hôm nay là lực lượng trên bộ căn cứ phụ của CIA khác với tòa lãnh sự đã yêu cầu tăng viện. Theo những người bạn của gia đình ông Patriots, bà Broadwell có mối quan hệ tình cảm với ông này. Cơ quan FBI đã biết rõ việc đó hàng tháng trước khi vị cố vấn chống khủng bố của tòa bạch ốc là ông John Brennan nhận ra mối quan hệ này vào mùa hè năm 2011. Bà Broadwell đã tiếp tục giải thích thêm chi tiết về vụ tấn công ở Benghazi rằng căn cứ phụ của CIA có giữ một vài tù nhân là thành viên của dân quân Libya và họ nghĩ rằng cuộc tấn công vào tòa lãnh sự là một nỗ lực để cố cứu lại các tù nhân đó. Trong bản tin nguyên thủy của Fox News hôm 26 tháng 10, các nguồn tin từ căn cứ phụ CIA cho biết rằng Ban đáp ứng toàn cầu của CIA đã trao trả ba thành viên dân quân Libya cho nhà chức trách nước này, vốn đã giải cứu 30 người Mỹ vào vài giờ trước đó của ngày 12 tháng 9. Bà Broadwell, mà mối quan hệ tình cảm với ông Patriot chấm dứt hồi đầu năm nay, vẫn tiếp tục phục vụ như là một phát ngôn viên không chính thức cho giám đốc CIA này. Bà nói trong bài diễn văn ở Denver rằng ông Patriot gần như biết ngay tức thì là cuộc tấn công đó là một cuộc khủng bố tấn công, có thể là để giải cứu các thành viên dân quân. Vài ngày sau đó, ông Petrius khai trong một phiên họp kín trước quốc hội rằng cuộc tấn công đó là do phần lớn từ cuốn video chống Hồi giáo và là một cuộc nổi dậy bộc phát. Các lãnh tụ quốc hội nói rằng họ tin là họ bị lừa dối bởi ông Petrius khi ông này điều trần không bao lâu sau vụ tấn công. Một số thành viên quốc hội đã xem xét tới việc buộc tội bội thể cho ông Petrius, nhưng họ dự định tạm giữ lại việc xét đoán đó cho tới khi ông ra điều trần trong tuần này. Sau khi ông Petrius từ chức giám đốc CIA, Cơ quan này cho biết quyền giám đốc Mike Morrell sẽ ra điều trần thay thế cho ông với tư cách là giám đốc. Ông Obama thắng ở Florida trước ông Romney trong cuộc kiểm phiếu sau cùng. Tổng thống Barack Obama được công bố là người thắng được 29 phiếu cử tri đoàn của Florida, kết thúc 4 ngày kiểm phiếu với một cách biệt nhỏ để tránh khích khao một cuộc tự động kiểm phiếu lại, vốn có thể gợi nhớ cuộc bầu cử năm 2000. Cho dù kết quả như thế nào đi nữa, ông Obama cũng đã đắc cử, và giờ đây ông có được 332 phiếu cử tri đoàn so với 206 phiếu dành cho ông Romney. Sau khi gần 100% phiếu được đếm, ông Obama đã dẫn trước đối thủ cộng hòa Romney với tỷ số 50% trên 49,1%, là một sự khác biệt của khoảng 74.000 phiếu phổ thông. Thời hàng chót cho việc đếm phiếu ở nước ngoài và của quân nhân là 16 tây tháng 11, nhưng theo luật Florida, việc kiểm phiếu lại dựa trên kết quả đếm phiếu hôm thứ bảy. Việc thắng cử này cho ông Obama thắng được 8 trong số 9 tiểu bang do dự, chỉ thua ở North Carolina. Ngoài Florida, ông đã thắng ở Ohio, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, Virginia, Colorado và Nevada. Virgin Islands của Mỹ sẽ điều tra gian lận bầu cử. Bộ trưởng Tư pháp ở Virgin Islands của Hoa Kỳ cho biết ông sẽ thành lập một ủy ban để điều tra nhiều cáo buộc gian lận và tham nhũng trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Ông Vincent Frazier đã bổ nhiệm một điều tra viên đặc biệt và bốn luật sư làm việc cho Bộ Tư pháp Virgin Islands vào ban điều tra. Chính phủ cho biết trong một văn bản được công bố hôm thứ bảy rằng ông Fraze và văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã nhận được nhiều khiếu nại từ cử tri. Văn bản này không nói rõ loại khiếu nại nào mà họ đã nhận được. Ông Fraze cho biết ông hy vọng cho công bố kết quả điều tra vào cuối tháng này. Virgin Islands đã chọn các nhà lập pháp địa phương, một vị đại biểu và hạ viện Hoa Kỳ cùng các viên chức giáo dục và ban bầu cử hôm 6 tây tháng 11